tiền rồi. Nghỉ cho em. Anh em vay thêm 500 triệu. Được thua 6 giờ tối em gửi anh. Được. Anh cho chú vay. Nhưng phải chuẩn đấy. Năm mươi triệu. Em thắng 50 triệu. Đi tất bạn này. Dê tại kìa. Tại kìa. Ok. Anh chơi với chú phát này. Cho chú gỡ. Anh cân 300k. Từ từ đã. Má cái này. Em đẹp lắm. Anh cho vay này, cho em vay thêm đi. Không được. Chơi thế thôi. Mà cũng sắp 6 giờ rồi. Em về lấy thêm tiền đi, chơi tiếp. Này, 6 giờ chưa? Em biết cái làm rồi đấy. Bạn à, dạo này tôi thấy thằng Dương chơi bời cờ bạc suốt. Nó vay tiền linh tinh chỗ anh em của tôi. Bạn xem nào chứ như này mất mặt bạn à. Không được. Tôi là dạ nhiều việc không để ý. Mà cũng lâu lắm rồi không thể lo đến đây. Anh. Ô thằng này, vừa nhắc mày xong, linh thiêng thật đấy. Dạ này thế nào em? Em vẫn bình thường, em đang có việc, muốn nhờ anh đây. Việc gì chúng nói anh thế nào? Em đang cần tiền, anh cho mày 500 triệu. Thế, mày lại mượn cờ bạc chứ cái gì? Anh dạ là anh làm gì có tiền đâu. Vừa lo việc cho bọn thằng xèn kia xong, đau hết cả đầu đây này. Đau đầu tôi đối với anh 500 chính đáng gì? Anh vứt cả tỷ ra với những việc chính đáng. Còn những việc vớ vẩn, 500 đối với anh là quá to. Tình cảm bao nay anh như thế nào? Mà có tin tiền, anh lại nói giọng với em như thế. Tình cảm anh em anh vẫn còn, nhưng tiền cả bạc thì không có đâu. Được, anh đã nói thế, thì từ bây giờ tôi mà anh coi như không quen. Mẹ mày dám nói với tao thế à? Vậy mày đi đâu đi đi. Em thấy thằng Dương đang ở đoạn siêu thị. Anh cho mấy anh cu ra luôn không nó trốn. Ok em ơi. Mấy thằng chúng mày ra siêu thị chỗ ông Quyết. Bắt thằng Dương lại. Đánh cho nó một trận. Mang về đây cho tao. Thank you.
2. Còn Dương đây. Dương ơi, bảo cửa lại cá nhân rồi. Mày ra thế nào? Mày làm sao? Anh à, chúng nó vừa đánh đuổi em. Mày lại chúng nó bao tiền? Anh ơi, em đánh bài cho anh Giang, anh Phuê nợ cho ông Giang 500 triệu. Ra xe tiền này. Anh à, em không biết là thằng này nó lấy em của anh, tiền của anh, các em đâu dám nhận ạ. Tiền của anh thế thôi, lợ là phải trả. Tao cho mày 3 phút gọi ông Giang đi. Còn mà này anh em vào thì đứng lên đây. Alo, anh à, anh qua nhà nghỉ 79 ngay, anh có thể giúp anh nhá. Anh ạ, à, anh ạ, à, anh ạ. À. Anh ạ. À. Đây là tiền của em tôi là anh. Thế còn việc em của anh đánh em tôi thì anh tính sao? Là do nó sai, vay tiền ông giả là có định bỏ trốn. Tôi nói cho anh biết này, ở cái xã hội này á, nếu có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yếu mới mạnh thế thôi. Còn bọn này đánh em tao thì tao đánh chúng mày. Ba bố. Đây là Quyết, còn Quyết Dương kia Linh quay cảnh này. Điện thoại mà, điện thoại kiểu là Linh các thứ các thứ. Đánh cái mic đi vào. Đứng ở đây quay này, quay cảnh. Để anh nói mấy câu xong bắt đầu quay cảnh cả anh em. 2 phút. Mày em đi từ từ, đi từ từ. Bắt hàm hàm hồ vào. Chú đã xong đâu mà nó đâu. Anh đang nghe máy đâu? Cười. Không được cười. Mày đánh cười. Hậu trường anh em ơi. Đánh thật. Mày là thôi, mày mãi đâu đi nữa. Mày ngu rồi đang lên đường, mày phải như thế này chả phạt ai. Mày đang quay người ta thôi chẳng ơi. Đừng cười nha. Đừng cười nha. Đừng cười nha. Đừng cười nha. Mặt sợ luôn không cười nhá. Cái đầu số xe là bắt đầu đuổi đánh à? Bắt đầu quay và quay đúc đánh này. Cái hãng à. Action. Dương gọi điện alo ơi, khá à đấy. Ok. Alo anh à. Thế thôi, không có mỗi này thôi anh ạ. Trầm cảm cơ, khuôn mặt trầm cảm. Mặt sợ sệt các thứ vào. Anh à, em đang bị chú đánh. Anh à, cứu em mới. Đấy. Ở đây này, thế chúc con ok. Dương giả vào anh ơi, anh cứu em với. Em đang, em có đánh em bảo chú đánh mày kia. Sao anh đến ngay. Bảo đoạn bên dưới nữa. Anh à, em đang bị chúng nó đánh. Xong lại có đoạn à. Em đang trong nhà nghỉ 79. Bọn nó đang quay ở bên ngoài. Đấy. Anh đến ngay. Anh đến ngay không biết việc của đấy là anh quay về sau cảnh sau. À, em đang ở trong nhà nghỉ 79 nhà mình. Em đang bị chúng nó đánh. Nhà nghỉ 79 nhà mình. Em. Lời thoại đâu nhỉ? Nói nào cho vô rồi. Anh à, em đang bị chúng nó đánh. Em đang à? Em đang trong nhà nghỉ 79. Bọn nó đang quay ở bên ngoài. Bây giờ quay như nào bạn ạ? Bây giờ ông không mở cửa xa, ông lên bình thường. Đi như mình sẽ như nhiều đội kia lấy vậy. Đi ở chỗ này chỉ chờ sẵn. Ông lên trước đúng không? Đấy, xong rồi chỉ quay cảnh đến đây đi. Ông tôi đã biết ông xong cái đấy ông cho nói chuyện thôi. Thôi phải quay cận. Rồi. Thế là bọn đội Quyết kiểu đang vỗ. Quyết là người ở đó.
Em xin đi hậu trường nha. Diễn viên này diễn viên chạy bụng ra đi là mang thêm một dàn hot girl như thế này. Trước khi đập cửa anh em quay đây cười bác ạ. Tiền của em anh giá anh đây. Cả gì đâu cứ 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 diễn lại cả nó cứ lỗi được, cứ coi như tập đi. Tập đi. Đây, giờ thì anh. Em cầm đấy. Đưa cho em. Em không đưa được quyết. Anh cầm lấy cho anh đưa cho tôi. Cầm không nhờ. Anh có cầm mà. Anh giảng với anh. Giảng lên rồi. Anh giảng lên. Đây. Gì đây? Học trường. Quay lại. Ai? Rồi, lại đúng 6 giờ nhá. Không phải biết thế nào rồi đấy. Được chưa? Ok. Đấy, đoạn này cũng hay làm nhỉ. Lại đi, cứ lại luôn. 1, 2, 3, máy chạy. Em là đại thế, em đang không điểm, muốn đưa anh đây. Được gì chú đó anh sẽ làm. Em đang được điểm, anh cho vay 500 triệu. Lại nhé. Cứ tiến sau nhớ tôi, sau tới gì không? Sau đấy là cái việc. Lại, nhớ sau lúc đấy gìn duyên luôn được không? Cái câu sau, cái câu mà đau hết đầu đấy thì sẽ là cái câu mà tiền bạc cứ xong như thế thì đã cái xong rồi xong cắt nó bắt đầu quay thẳng vào dương lớn chung à tiếp quay một câu một thôi quay một câu một thôi tiếp quay câu một thôi anh xong mình nhắc với anh được anh đã nói thế thì đừng bây giờ thì không thì đội kia chỉ cần là xếp điều đi một hàng dài chậm chậm sau thôi nhớ nó nếu mà quay nhớ tách tách một tí dài chạy đi. Cái đi anh. Đây. Đấy. Đấy nha. Đây. Lôi sạch sạch vào. Lôi đi. Lôi vào nhà nghỉ.